Linh mục Đặng Hữu Nam lợi dụng dịch corona để chống phá như thế nào? Tối ngày 7 tháng 2 năm 2020, tại nhà thờ giáo xứ Mỹ Khánh, trong buổi giảng lễ của mình, Linh mục Đặng Hữu Nam đã đề cập tới đại dịch corona. Tuy nhiên, thay vì đề cập tới vấn đề phòng ngừa và cách ứng phó với đại dịch, thì Linh mục Đặng Hữu Nam lại chĩa mũi nhọn để tấn công chế độ Cộng sản, qua đó gián tiếp chống lại nhà nước Việt Nam thông qua các luận điệu xuyên tạc như: nguồn gốc của bệnh dịch corona xuất phát từ Tàu Cộng, cho rằng dịch bệnh làm chết người, còn Đảng Cộng sản thì giết người, nhà cầm quyền bưng bít thông tin. Hay như, chính quyền Việt Nam cũng bắt bớ người đã tung thông tin dịch bệnh để bưng bít thông tin. Xuyên tạc Việt Cộng cũng không thua Trung Cộng, vì những gì Trung Cộng làm thì Việt Cộng cũng làm. Nhà cầm quyền Cộng sản độc tài Việt Nam đã bắt bớ, bỏ tù, đấu tố, khủng bố, truy tố và tiêu diệt các nhà yêu nước chỉ vì họ muốn xây dựng đất nước sánh vai các cường quốc. Những luận điệu xuyên tạc như trên của Linh mục Đặng Hữu Nam đều là võ đoán và thiếu cơ sở thực tế, đi ngược lại gần như hoàn toàn những gì đã được xác định. Về vấn đề công tác phòng dịch của Trung Quốc hiện tại, Tổ chức Y tế Thế giới đã lên tiếng công nhận, ghi nhận những cố gắng hết sức cấp thiết, nhanh chóng của nước này. Còn việc giới chức Việt Nam bắt, xử lý những cá nhân đưa thông tin sai sự thật là điều được pháp luật quy định. Chính những người vi phạm cũng phải thừa nhận hành vi và thực tế đã chứng minh những điều họ nói là hoàn toàn sai, không đúng với sự thật. Với những diễn biến khó lường của đại dịch và tâm lý của đại bộ phận người dân tỏ ra hoang mang, lo lắng, và lẽ ra, với địa vị của mình, Đặng Hữu Nam phải cùng với giáo phận Vinh cầu nguyện và có những giải pháp thực tế để phòng dịch. Tuy vậy, Linh mục Đặng Hữu Nam vẫn xem nhẹ điều đó và đang xem đại dịch corona như một cái cớ để tấn công chế độ, đả phá chế độ. Phải chăng đó là lý do trong những bài giảng của mình, Đặng Hữu Nam vẫn xem chế độ là một mục tiêu để tấn công trực diện và duy nhất?